Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, giúp khắc phục tập luyện. Phương pháp tập gym đúng chuẩn, Duy Nguyễn THOL. Xin chào bạn đến với vlog tiếp theo của Duy, cũng là chủ đề ngực luôn. Thì ngắn gọn cũng là mất thời gian chương trình. Hôm nay là Duy sẽ chỉ các bạn cái phần mà cách tập để dày cái mặt, cách tập để bị dày từ phía trong, dày phía trong. Ok, dày phía trong này sao được gọi là dày? Các bạn tập á, nó dày phía ngoài đây, tâm nó lạnh xẹp rồi, nó lép mà lép thấy thương luôn á. Vậy thôi, khi bạn để tay bạn phanh lại nữa, nó cái đường rãnh nó điều cơ mà cái đường rãnh nó hẹp xíu là ok. Rồi tất nhiên có những người cơ địa, người ta ngực người ta kiểu này, người ta kiểu kia, không có bàn mà. Nhưng mà quan trọng vấn đề ở đây á là chúng ta tập để ngực trong chúng ta nó dày và khe ngực chúng ta nó khít. Vậy thì chúng ta tập như thế nào? Đầu tiên lý thuyết, để cho cái phần cơ ngực dày và ngực trong khít á thì các bạn cần phải tập làm sao để cho cái cơ ngực của bạn nó đẩy vô trong nhiều, nó ép nhiều nhất có thể. Cái nào mà đẩy ép được là tụi tập vậy thôi nha. Thì để ở trong cái thể hình chúng ta đó có hai cái kỹ năng tập để tác động cái phần này, đó là dumbbell press và dumbbell fly. Tất nhiên dumbbell press là vẫn vào nha các bạn, nhưng mình bảo là dumbbell press nè, press là gì nè, đẩy là gì nè, thấy không? Còn nhìn cái thang được nó dẫn vô phải không, nó dẫn vô đó, cái này nó dẫn vô nhưng mà cái này nó khít hơn được xíu đó, nó vô hơn được xíu á. Ví dụ như cái này là vô 8, cái này vô 9 đó. Thì cái động tác dumbbell fly là một cái động tác, một cái động tác nó ăn vô trong, mà hầu như bài fly là cái gì cả, butterfly fly là cable fly hay là dumbbell fly, nó đều tác động tốt đến cơ ngực trong. Và trong chủ đề ngày hôm nay Duy sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà chúng ta fly nó ăn trong dày nhất. Một cái nguyên tắc bất di bất dịch là để cho ngực dày chúng ta tập nặng, chạy nó mới đau chứ. Nên fly nặng nó khó, fly nhẹ nó làm gì, fly động tác ở ngoài ép vô kia là fly, còn ở dưới đẩy lên kia là press. Bữa nay không là chương trình chỉ các bạn tập, mà là chương trình phân tích để các bạn đạt hiệu quả tối đa trong bài fly để ngực trong các bạn nó dày. Khi bạn fly nặng thì bạn phải dùng cái cơ chế press, bạn giang qua đúng không? Tôi ăn gian làm sao đó để tôi được khối lượng tạ gần như press, nhưng mà tôi dùng cái cơ chế fly. Fly là ép, fly là ép, ép, ép vô đúng không? Vậy thì khi fly bạn nhớ cho mình một cái nguyên tắc cùi chỏ, tức là cái tay bạn không bao giờ được thẳng vậy, nghe là chết ngắt, co một chút xíu cũng không được nữa. Mình đang fly nặng để cho mình dùng trong, chứ không phải mình lai làm màu bằng những cơ chế cường độ cao, drop set gì đó, super set gì đó. Nghe Duy Nguyễn là Duy Nguyễn tập cho chiến binh à, chứ không phải tập để làm minh tinh, nó khác. Rồi, đầu tiên lai nặng, cách để tại cha. Khi mình nằm ghế ngang này nó vô nguyên cái ngực luôn, đúng không? Lên thì dùng cơ chế press để lên cái đầu, rồi sau đó lai ăn gian nè, lật ra được không? Hạ xuống nè, từ từ nha, từ từ nha mấy mẹ, gãy tay chết ngắt đó, thấy chưa? Đây là vị trí ok nhất rồi đó. Rồi lết lên nè, nhìn là ép nè, ép được không? Khó lắm, nhìn cái kỹ nha, ép nè. Đó, một cái cho nó vô gần nhau, mình kìm lại đó, xong mình chuẩn bị mở ra đó nè. Mở ra mà nhả của chỏ trước, mở ra mà lên nhến, ở động tác mở để cho toàn bằng nhả của chỏ trước nè. Động tác này của chỏ gì đang gì nhả ra cái để cho dễ hướng tạ, chứ không phải là buông cái tay văng ra của chỏ nó chịu nổi vậy. Tắt tay đường tay mà vai đường vai, rồi nhả của chỏ trước đó, nhả nè, nhả nè, động tác nhả tạ kêu quan trọng dày đúng không? Nhả của tỏ đồng 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 phần với bằng ưỡn ngực lên, ưỡn ngực lên, dẫn cái giò cao lên ha. Bạn thấy gì được qua động tác này? Nó khó hơn press. Thế cái này nó khó hơn press. Press bạn ok, tôi đẩy tôi đơn giản, chẳng qua tôi nặng. Còn cái fly là nó mang cái gì đó, nó phiêu phiêu. Nó một cái trình cao hơn press rất là nhiều.
la nặng nghe la nhẹ không nói, thấy không? Nên á, hip lay làm sao đó cho được trong giày, chúng ta phải dám bỏ ra một tròn một hai buổi để ta chơi fly như vậy. Nói chung bạn nào cùng đâm beo quá thì ngực bạn sẽ đẹp hơn so với cùng ba beo, cái đó nghiêm túc mà nói nha. Tại vì đâm beo nó khó tập rất là nhiều, đâm beo nó rất là nguy hiểm, nó free way tuyệt đối, nó khó, hai tay mà không đều mà tập thấy cũng méo méo nữa. Mà cái chuyện lực hai tay không đều á thì thôi, đó là câu chuyện khác, ai cũng bị thôi, không phải bạn. Nãy giờ là di chuyển cục tạ nhẹ đúng không? Là 15kg. Em lấy cho anh cục 25kg ra biểu diễn đi em. Đi chứng minh mà fly nó rất là nặng, không có nhẹ đâu. Hi-ya! Hi-hi! Rồi mở ra. Quan trọng ngực quan trọng nhất, cái tay sao kệ mẹ nó. Đây là duy trì các bạn, cái gì nó lay cũng đúng rồi nè, đúng không? Nặng mà phải thủ chứ ba, nghỉ tay chết sao rồi lay. Đó đúng rồi, quan trọng là nó dùng cơ chế lay, lay là ép tự ngoại trong vô cụ chỏ sao kệ bà đó, không quan trọng. Nó vậy đó, ok chưa ha, hết chưa? Chân là hết cỡ luôn, chân chân chân. Hả? Thấy chưa? Lên 30 phí luôn em. Hi-ya! Hi! Yeah! Mở ra, xuống. Bạn nào muốn lên 40 luôn không? Hả? Bạn nào muốn lại 50 không? 50 của người đỡ nha. Đó, lại là vậy đó bạn. Lại nặng là lại vậy đó nha. Còn mấy bạn lại 1, 2, 3 kg, 10 kg đổ lại thì bạn múa. Múa thẳng cái tay ra cho đẹp vậy thôi, giống vô trên bài đó là mất thời gian đó. Cái đó gì đó nghiêm túc. Ngực chúng ta nó phải vậy. Bạn nghĩ vậy, ngực nó phải đẹp, đủ bốn bộ phận nó mới đẹp. Đó, thứ nhất này dày, thứ hai trong dày, thứ ba dưới dày và thứ tư trên đầy. Ở giữa khó quan tâm mà. Bạn tập bốn cái chỗ đó mà dày cho chưa thấy nào bị lõm ở giữa. Trừ khi nhỏ nó nằm sắp quá nó bị cán cái đinh. Nhớ nha, ngực khó lắm. Mỗi một bài tập nó sẽ cho chúng ta một cái tác dụng riêng, một cái ý nghĩa riêng, chúng ta phải khai thác. Và chúng ta còn phải hiểu được bài tập đó giúp tôi cái gì. Và tập cái bài đó tôi bị đủ rồi không? Và tập cái bài đó có đáng hay không nữa. Quan trọng là chúng ta phải tinh thần. Chúng ta là phải những chiến binh gamer quả cảm trong phòng game, bất tử trên đường đời. Ý chí không bao giờ ngã. Lên! Huy! Ba! Vô! Có nặng quá vậy? Hối hận rồi đó. Cái mẹ rồi. Có nào mình chơi hơi lố không em? Cái tay tao rung rung rồi đó. Cắt clip đi. Rồi. Và mở ra. Xuống. Lại lên. Và xuống. Lại lên. Rồi. Lại nè, lại nha, tập trung lại. Lại không rét. Tao còn sống ha. Hên lậu clip bên đây có tác dụng á. Thôi vậy đủ rồi. Cắt clip nhận cách xe đi mấy em. Chúc các bạn thành công nha. Chúc các bạn thành công. Hãy fly nắng còn được veo để cho dày ngực trong. Stress dạ. Thank you.
trên vòng tròn lương xa, chia đời em xa bốn góc ưu phiền. Anh chỉ xin được chiếm lấy một miếng, một phần nhỏ đủ quyền anh ngự trị. Anh sẽ quên.